Không ngờ được mọi người ạ. Mình đã rất là yêu quý con game Minecraft này. Mình đã chơi game Minecraft từ rất là lâu rồi. Nhưng mà không ngờ, không ngờ cũng có một ngày mình lại bị bắt vào trong nhà tù của Minecraft. No, đây là đâu vậy mấy bạn ơi? Trời ơi trời. Ủa mọi người, tại sao mọi người lại bị nhốt trong tù của Minecraft vậy mọi người? Ai biết đâu. Sao anh không cần biết lý do tại sao em bị nhốt trong nhà tù. Nhưng mà em có nhất thiết em nhốt chung rồi anh vô chung không? Hôm nay nè bạn ơi, như bạn đang thấy thì Hero Team bọn mình, à không, chỉ có 4 người của tứ trụ thôi, đang bị bắt nhốt ở trong một cái nhà tù được làm bằng kim cương mọi người ạ. Đó, mọi người thấy xịn sò con bò cười chưa? Đó, đấy thấy không? Mà tự nhiên khi không ở tù ở có một mình buồn lắm cho nên mình rủ anh em theo. Cái gì kỳ vậy? Đó mấy bạn thấy không? Đây hiện tại là Hero Team, à không, lại nhầm rồi, tứ trụ nha các bạn. Đấy, tứ trụ bọn mình đang bị bắt nhốt ở trong một cái nhà tù cực kỳ hấp dẫn đó, nhà tù được làm bằng kim cương mọi người ơi. Trời ơi, với một người đam mê tiền với Phong thì cái này đúng là thiên đường mọi người ạ. Đấy, ok, thì hôm nay đã bạn, mình đã mời các thành viên của tứ trụ vào trong đây để quay cùng với mình, gọi là một video về nhà tù bằng kim cương trong Minecraft. Và nếu những tập sau mấy bạn muốn mình quay nhà tù bằng cái gì thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Okay. Nhà tù bằng vàng, nhà tù bằng sắt, hay thậm chí là nhà tù bằng cục phân thì mình cũng sẽ làm luôn. Mày bị điên à? Tào lao, nhà tù bằng kim cương nè, tập sau phải làm bằng lục bảo. Ở nhà tù bằng kim cương, lục bảo, bằng mấy cái đồ gọi là đắt tiền thì gọi là nó quá nhiều anh. Bây giờ mình làm nhà tù bằng cục phân, nhốt Simi vô. Cái gì vậy? Ok, quá hợp lý rồi đúng không anh em? Rồi ok, thì nhiệm vụ chúng ta vào trong nhà tù này các bạn là chúng ta sẽ tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi cái nhà tù này. Bằng cách nào? Bằng cách vượt qua những cái thử thách ở trong nhà tù. Chẳng hạn như cái level 1 nữa bạn là thử thách gọi là bắt cua lên trên kia, lượm cái rương trên kia các bạn thấy không? Đấy, mọi người coi em nè, em đã học bắt cua từ rất là lâu rồi. Bây giờ Siro hãy xem đệ tử của Siro là Phong Cận sẽ thể hiện trình độ bắt cua cho Rô coi. Ấy, mình sẽ nhảy lên đây các bạn. Đó, thấy không? Tôi mà, yên tâm, tôi bắt cua giỏi lắm. Đệ tử xin lỗi sư phụ, đệ tử đã làm cho sư phụ buồn rồi. Đệ tử đói quá, tự chạy không nhanh được. Đây, tôi có cái này này Phong, tôi xin tặng ông trái táo này. Có đây Phong. Cảm ơn bà đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Để mình ăn trái táo lên lấy sức mạnh nào bạn. Bạn coi mình làm lại nè. Ok, coi nè, Phong đã được tiếp thêm sức mạnh rồi. Bây giờ Phong sẽ bắt cua cho bạn coi. Hey. Đó, mình qua được rồi. Yeah. Đi xuống. Ok. Mấy bạn ơi, bạn coi nè, trong rương có nhiều đồ quá bạn ơi. Thịt nè, rồi cung tên nè. Wow. Có ai cần đồ ăn không ạ? Có ai cần đồ ăn không? Cần đồ ăn đúng không? Đây, tôi sẽ vứt xuống cho mọi người nè. Mọi người ăn đi, những con người nghèo đói dưới kia hãy ăn đi. Trong nồi giống như trời nó tức lạc mà. Đây, ăn đi, ăn đi mấy con heo, ăn đi. Nè, đó. Quăng đi. Gì vậy? Tôi luôn rồi coi, chụp đây. Thôi. Em giỡn mọi người đó, đây em đưa mọi người nè, đấy. Mọi người nè. Hay, tiếp theo nữa để coi mình đang có gì đây. À, mình đang có một cây cung với rất là nhiều mũi tên bạn ơi. Để làm cái gì ta, để mình xem coi. Xung quanh đây. Ụp, mình thấy gì trên kia các bạn? Tôi biết rồi nha mọi người nha. Nhiệm vụ chúng ta sẽ dùng cung tên để bắn rơi những cái này xuống nè. Mọi người coi mình nè. Đấy. Wow! Rơi xuống một cái kiếm kim cương. Ghê không? Dạ, tôi chơi với trò chơi chơi với. Mấy bạn coi nè, Phong bắn cái được cái kiếm kim cương luôn bạn ơi. Ghê thiệt. Ok, Simi thử coi. Simi coi, Simi bắn. Trời ơi, ok, hãy xem xạ thủ mèo Simi đây. Ok. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ủa, gì cơ vậy? Hụt rồi, Simi này dở quá, không làm được gì hết trơn á. Ok. Trúng đâu mà trúng, nó nằm ở phía trên cái nút luôn kìa. Trúng rồi, trúng, coi không nè. Bụp. Cái gì cây vậy? Hay lắm, dịch nói hay lắm thì thôi dịch làm thử đi nè. Mỗi một lần nó coi nè, đó, nhìn nè. Mất tơ dịch bắn, bách phát bách trúng. Hi cha. Ôi trời ơi. Bắn trúng đâu mà tào lao. Ok, tới lượt Rô. Rô bắn thử đi Rô. Đợi tôi, nhìn tôi à. Ok, tôi à. Bắn đi sư phụ. Cố lên sư phụ. Wow. Rơi xuống một cái kiếm rồi. Hay quá rồi. À, rơi cái kiếm đó kìa, cố lên Rô. Rơi thêm. Wow, quá trời đồ luôn. Trời ơi. Dịch tuổi thân rồi. Dịch đừng buồn nữa. Nhục quá, nhục phải đào cái lỗ chui xuống rồi. Dịch nhục nhã quá nè, Rô nè. Rô, em cho Rô cây kiếm nè. Ủa,
mà nãy nó có rơi cần gạt không mọi người? À đây đây đây. Đó, đây, xin giới thiệu mọi người, đây chính là cần gạt hay còn gọi là chìa khóa trong Minecraft để giúp chúng ta vượt qua những cái nhà tù này nha các bạn nha. Hả sao anh? Không ơi, cái nhà tù này đúng ghê luôn á. Mà đầu tiên cho mình thịt nè, sau cho mình cả kiếm luôn rồi ghê ấy. Đúng rồi, phải cho mình nhiều đồ vậy chứ, tại vì nhà tù kim cương là nó phải xịn, mấy bạn hiểu không? Nhà tù kim cương là phải xịn. Đấy, ok. Rồi để mình xem coi. Rồi ok, bây giờ bọn mình cùng qua bên màn tiếp theo nè. Ui, ở bên đây quá trời kim cương luôn mọi người ơi. Wow. Đó, đây nhìn thấy trên nước bo đứng bên kia. Nó định mèo anh kìa. Người ta là zombie ông nội, ở đâu ra Trần Đức Bo ba? Xung quanh đây mình nhìn có quá trời kim cương luôn bạn ơi. Mình nguyên thấy cảm giác nó hơi nguy hiểm. Có khi nào là bẫy không ta? Nhưng mà chúng mình đâu có quốc đâu mà đào. Ở trên đây em thấy có cái rương nè. Dịch thử nhảy lên. Dịch lụm cái rương coi. Mày tin tao đấm mày luôn không? Sao vậy? Bây giờ cao như phong tận TV với anh không tới Mr. Dịch nhảy sao được? À ok, cao nha em còn không tới đâu. Dịch biết lượng sức mình á. Ok. Cái gương bên kia, không dễ đây, nè, cái rương dưới đây mà ông che hả? Ôi, có cái kim cương nè mọi người. Lấy. Ok, à, mình hiểu rồi. Em hiểu rồi Dịch ơi, nhiệm vụ bọn mình là phải đào kim cương. Sau bọn mình sẽ đem lại ngay cái chỗ cái rương này nè. À, không nhầm, cái này là bàn chế tạo nè. Chúng ta chế tạo thành và lắp kim cương, hiểu không? Anh còn nghĩ là tưởng cho cái cuốc để cầm cái cuốc chọi lên cái rương để cho nó rơi kìa. Đào lao. Chúng ta sẽ cầm cái cúp này nè, chúng ta đào kim cương. Sau khi đào xong, chúng ta sẽ chế tạo thành gọi là cái gì ta? Cái khối kim cương á, chúng ta bắt, chúng ta leo này, chúng ta lấy cái rương, hiểu không? Dùng khối kim cương để lót chân luôn, giàu dữ vậy. Đúng rồi, mình giàu mà. Ôi. À, khối kim cương bị di chuyển. Khối kim cương bị di chuyển. Cứu em mọi người, cứu em. À, nó giết em bây giờ. Ui. Em hiểu rồi mọi người ơi. Thì ra mấy khối kim cương trong đây là 7. Wow. Trời. À, vậy là nhiệm vụ bọn mình là phải đào bọn nó. Nhưng mà trong lúc đào nó sẽ xuất hiện những quái vật. Chúng ta phải đánh bọn nó mọi người. Mọi người từ từ qua đây mọi người. Qua đây. Bây giờ bọn mình cùng nhau đào bên đây trước đi. Qua đây. Ok, cùng nhau. Đây, để anh cầm kiếm anh thủ cho. Bây giờ em đào đi con, rồi anh chém nó. Ok. Mọi người chém nó nha. Còn em sẽ đào nha. Ok. Con này mà nó lòi ra cái là anh chặt luôn. Ôi, nó tới rồi. Quýnh nó. Xin được. Trời ơi. Sao mà Hero Team yếu xìu vậy? Nhào vô quýnh nó đi. Trời, yếu ơi, xìu. Nó đánh đau à, hai phát gần hết máu luôn rồi. Trời ơi, đồ yếu quá, đồ đánh có xíu thôi mà sợ rồi. Từ từ để em xem. Ôi, nó xì nó kìa. Quýnh nó. Cố anh em. Cố anh, quýnh nó đi. Quýnh nó. Trời, xong, chết rồi. Rồi. Chết dịch luôn rồi các bạn ơi. Ôi, chúng có dịch kim cương này nó khỏe quá. Ok. Ôi, mọi người nhớ ăn thịt vô để hồi máu nha mọi người. Không thôi là mọi người chết luôn á. Ôi trời, nguy hiểm quá. Ok, cố lên mọi người, sắp hoàn thành được rồi. Khỏe quá à. Ok, từ đào tiếp nè. Mọi người tù này nhìn trông rất là đơn giản nha mọi người, nhưng mà không ngờ lại nguy hiểm vậy luôn. Không biết màn sau còn gì nữa ta. Đúng rồi, nhà tù này nguy hiểm lắm chứ đâu có phải là gọi là bình thường nhà tù kim cương mà. Ôi, nó kìa. Quýnh đâu. Nhắm đủ sai rồi thì phong chế tạo luôn đi chứ đánh này chắc là mình thắng không anh. Chưa đủ. Mình phải nhiều hơn, mình cần nhiều hơn, hiểu không? Ok thôi, giờ để em phụ mọi người em giết cái luôn nè. Đấy ok. Đây em có cái cúp, em nghĩ là cái cúp quýnh nó sẽ nhanh chết hơn á. Ôi này nó xuất hiện nữa nè. Để em. Mày. Ôi chạy mày. Ok. Rồi, cố anh thêm vài viên đó thôi là được mọi người ơi. Đấy, anh em thấy không? Nhà tù kim cương nó đâu phải đơn giản đâu bạn, nó rất là nguy hiểm luôn, cực kỳ nguy hiểm. Ôi, nó kìa, nó cắn em. Mày. Ok. Ê, mọi người ơi, đừng cầm kiếm chém con này, cầm cúp chém nó mạnh hơn. Đúng rồi, em nghĩ là mình cầm cúp chém nó sẽ khỏe hơn á mọi người, chứ đừng có cầm kiếm. Đấy, ok rồi, không biết được đủ cho ta, để em thử chế nha mọi người. Đấy. Ôi, cũng được 6 viên rồi nè, em nghĩ chắc cũng nhiều quá. Đây em thử coi. Hy vọng là sẽ được. À, ok, để tôi đập cái này ra nè, tôi đặt block, tôi leo lên thử nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, được rồi. Trời ơi, nhìn nó cầm kim cương, nó lót chân, nhìn sót ruột trong trời đất ơi. Chỗ này mà mang về nhà là giàu luôn đó Phong. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Kim cương trong nhà tù là không có dùng được đâu. Kim cương này là kim cương làm từ nhà tù mà. Ok. Ha. À, mở ra nè, bây giờ anh em mình qua hôm này tiếp theo đi. Trời ơi, đâu làm gì đâu, nhảy xuống đó gì đâu. Cái gì rồi, chết rồi. Chết rồi. Mày chết rồi, mày có theo lợn này mày chết. Mày đâm đấy. Trời ơi, banh xác trời ơi, nổ banh. Ủa, chết hết được hả? Rồi xong, chết veo hết luôn các bạn ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Không được, qua đây bạn chiến thuật. Qua đây bạn chiến thuật, nhanh lên. Ô, có một con Enderman, giết nó mọi người, giết nó. Oh my god. Wow, tôi giết được Enderman và mình đã có được viên ngọc. Ủa, viên ngọc để làm cái gì ta? Mình hiểu rồi. Viên ngọc để cung á, trời ơi, núp đi. Mình hiểu rồi mọi người, viên ngọc để làm cái gì rồi, mình hiểu rồi. Từ đây chúng ta có thể dùng viên ngọc bay qua bên kia. Mình thấy có cái rương trên kia kìa các bạn, chắc mình sẽ dùng viên ngọc này bay qua kia, sau đó mình sẽ lượm cái rương. À, thấy em thông minh không Dịch?
thông minh á, nhưng mà bây giờ mấy cái con quái vật dưới kia à, nó bây giờ nếu mà bay qua mà em bay hụt một cái thôi chết luôn. Yên tâm đi, chúng nữa cơ. Dạ em chọi phát qua luôn nè, coi nè, em chọi, em nhắm mắt em chọi luôn cho mọi người coi. Hey, đừng chọi hụt, phá hụt chết lên phong ơi. Wow, okay. Giỏi quá. Con hụt không được đâu. Thấy tôi ghê chưa, thấy tôi bò gồ chưa? Ok rồi, để tôi lên tôi lấy rương cho mọi người nè. Leo lên, leo lên. Ê, cái gì chứ mấy này đơn giản. Leo lên. Ê, không có gì hết. Lưu Phong kìa Phong ơi. À, con nhện. Trời ơi trời, yên tâm đi, em không sợ mấy con nhện đâu. Cái gì? Xong rồi ông nhảy xuống đó hoài mọi người. Rồi, anh cái nào đừng nhảy xuống đó nữa ông Rô. Trời ơi trời. Ê, con nhện nó leo này cắn em nè. Trời trời trời, nguy hiểm quá. Từ từ để em lấy đồ. Oh my god. Trời ơi, ê con nhện. Đi xuống con nhện. Ok, ui nhiều đồ mọi người, nhiều đồ quá, đem lấy. Trời, nhiều, dễ sợ luôn mọi người ơi. Cái gì đây, còn cái cánh gì đây? À cái cánh này dùng để bay qua kia. Mọi người ơi, mọi người coi em nè, mọi người nhìn em nè. Nhìn em nè, nhìn em nha. Nè, coi nè. Ở đây, coi em nè. Bùm, đấy, nhiều đồ chưa? Giáp kim cương luôn. Full giáp kim cương luôn rồi. Đúng rồi, full giáp kim cương luôn nha. Đây, ok, từ đây em đeo cái cánh vô, em bay qua chỗ mọi người đã. Đây, coi em nè. Em sử dụng cánh Minecraft bay qua mọi người. Chiêu. Xinh giỏi. Ghê không, Trời. Đây, đây. Tôi có hai cái cánh nè, cho mọi người một cái. Đó. Ok, bây giờ Simmy thể hiện trình độ gọi là bay qua bên kia cho mọi người xem đi Sim. Ok. Hãy. Rồi, lần đầu anh thử cho anh, cho anh thử chứ nha, cho anh thử chứ nha. Ok rồi, ok, rồi. Đừng có té xuống nha ba. Cái gì hai ông gì đứng một chỗ vậy? Trời ơi đó. Hai ông kia có thể nào nhanh lên được không? Đừng đứng trên đó gọi là to te tí túi với nhau. Nói được. Là đâu, con người sống là phải gọi là kính trên nhường dưới nha. Để anh bay trước coi làm mẫu rồi coi là. Hơi coi. Wow. Rồi xong. Xong dịch rồi anh em ơi. Lên đây lại lên. Trời may quá. Hơi. Ai! Rồi xong luôn, dịch đây, anh nhảy xuống anh lượm cái cánh lại cho rô giùm cái. Mấy ông đi hài hước thật chứ. Chết hết luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, từ nãy giờ ông rô dịch không làm được cái trò trống gì hết. Coi em nè, bây giờ em làm mẫu rồi cho mọi người nè. Ôi bạn ơi, bạn nói gì hay á, bạn ngon mà thử em nào, trời okay, ơi. Ok, em mà bay qua thêm lần nữa thì dịch sẽ gọi là tính gì đây, dịch cho em trời gọi là ơi. Mà bay được thêm lần nữa mình cùi luôn anh em. Rồi ok, ông chuẩn bị cùi đi nha. Coi tôi nè mấy bạn, coi Phong nè bạn ơi. 3, 2, 1, vô. Hey. Bùm. Giỏi dữ vậy. Quá đơn giản. Bogo là phải thế, hiểu không? Wow. Ok, Rô đã qua được, tới lượt dịch kìa. Rồi dịch khóc rồi à, dịch khóc rồi mọi người. Sao dịch khóc hoài vậy? Nè nè, khóc chơi game mà nhục quá. Thôi ao game mình chơi làm gì nữa, chơi mà nãy giờ quê hay là người ta. Này thì khóc nè, khóc cái đầu ông á, ai biểu ông tự ông gọi xem thường người khác giờ ông khóc hả? Ai đợi tí để anh thể hiện cho, nãy là anh trả vờ núp để cho mọi người gọi là thương anh thôi. Hây hây. Đấy bay quá dễ luôn em. Rồi ok, rồi cuối cùng ông cũng qua được các bạn ơi. Đây 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 mọi người quay tôi, bây giờ tôi sẽ chia cho mọi người gọi là giáp nè. Đấy mọi người lượm đi. Đây giáp nè. Mọi người chia nhau nha. Đây nè, em quăng hết ra cho mọi người nè, nhiều nhiều lắm mọi người ơi, giáp này nhiều lắm. Ờ lượm hết đi. Tôi có cái, ủa sao em có cái nào vậy mọi người? Gì cười à? Ờ, ủa sao em có à? Ông nào lượm? Trả người ta ông nội. Mình nhảy không? Mình nhảy ra nè. Trả người ta đi. Rồi để coi coi nhà tù tiếp theo là gì đây. Wow. Sao nhiều bạn của Sim vậy? Chính tù tôm hùm. Tôm hùm cái đầu không? Cái này là con bò cạp. Tôm hùm gì mà tôm hùm? Tào lao. Tôm hùm dưới. Tôm hùm cái đầu ông, con này là con bò cạp. Ông nội ơi, ông ăn tôm hùm nhiều quá, ông bị điên hả? Đây các bạn coi nè. Bên này có rất nhiều bò cạp luôn các bạn ơi. Mình chắc chắn là người sợ nhất chính là Simmy các bạn ạ. Đúng quá rồi. Sợ quá. Em sợ thì em có thể nhường anh cái kiếm để anh đi uốn lộ được không? Chứ em cầm kiếm em sợ là anh chết. Ok, vậy thì bây giờ Simmy có ở bên đây đi, để bọn tôi qua trước rồi có gì. Cái gì bọn tôi qua. Tôi giết xong rồi tôi kêu Sim qua. Ok rồi. Mở cửa nè anh em con trai sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đúng không? Tiến lên Marvel. Tèn. Tèn. Em nhìn hợp lý không Sim đó? Chúng đánh nhau như không? Cái gì vậy anh? Trời rồi. Ông dịch ông hải vụ, ông đóng cửa lại, ông nhốt anh em mình bên đây dịch rồi. Trời ơi, đúng là anh em tốt, bỏ nhau luôn ha, ghê thiệt. Đau quá, nhanh lên dịch, qua đây phụ em. Ủa nó đau quá, mất quá chế máu luôn. Ăn thêm táo vô, à, tao không sợ tụi mày đâu. Hãy xem sức mạnh của tao đây. Mày, ôi trời ơi. Sức mạnh của mình. Mày chết rồi con.
Cái gì mà đông vậy? Ủa Dịch ơi, em thấy có mấy con nữa kìa Dịch. Nó tự ra rất lại mấy con á, mấy con bò cạp này nó kiểu nó nhân giống á. À, vậy là mấy con bò cạp này nó đang có bầu các bạn ơi. Trên lưng nó có trứng không? Có bò cạp không có trứng không Phong? À, con bò cạp trên lưng có trứng là ui con bò cạp con kìa, để em giết thử mấy con bò cạp con coi. Rồi. Ê, đông quá. Đừng có đánh bò cạp, không cứ đánh mấy con lớn thì phải coi mấy con nhỏ nó không tấn công mình đâu. À ok. Ai okay. À, trời ơi bạn ơi, chết mình rồi, nó đang chèn ép mình. Nó đang chèn ép mình các bạn ơi. Chúng ta phải giết được hết đồng tôm hôm nay. Nguy hiểm quá bạn ơi, ăn táo vô nha mọi người, coi chừng á. Ôi. Mày hả mày? Cho mày chết rồi. Thôi Phong ơi, hình như là mấy con bọ cạp con á, để một thời gian nó cũng lớn lên đó Phong. Phong cố gắng lấy chân gà, chúng mình phải thoát khỏi đây sớm thôi Phong ơi. Nhanh lên, giết hết mấy con bọ cạp lớn đi. Ây da, ôi, nguy hiểm quá, chỗ này nguy hiểm quá bạn ơi. Mày hả mày? Bọ cạp lớn hả mày? Rồi, ôi còn hai con bên đây nè. Mày hả mày? Ôi, mày, trời ơi, giết hụ em. Mày, ok. Mấy con này nó lớn đây là phiền lắm. Ê mọi người ơi, sao có con bò cạp nó dính vô cái kiếm em vậy? Sao có con bò cạp nó dính vô cái kiếm em nè? Ủa, cái gì vậy? Ủa, đã lên người rồi mọi người. Rồi, con bò cạp. Ôi, ghê quá à. Ê, khoan từ, tại sao con bò cạp này nó có tên vậy? Ủa, thì ra là bò cạp con là nó sẽ làm bếp của mình anh ơi. Bọn mình phải đặt tên cho nó được á. Ôi, em thử đặt tên cho con này coi. Con này thử đặt tên là bé Cam nha mọi người. Thử bé Cam nè. Nó đi theo mình nữa bạn. Ok, bây giờ anh em hãy thử mọi người lấy một con để đem về. Em đem về làm thú cưng. Con bò cạp của Sim tên là gì? Nó tên là bé mèo. Bé mèo. Ok. Ủa là sao Dịch? Sao Dịch đặt con bò cạp của Dịch tên là Phong Cận TV vậy? Hả? Sao Dịch đặt con bò cạp của Dịch tên là Phong Cận TV vậy? Sở thích cá nhân của mỗi người đi, sao biết được? Trời ơi, tào lao thì trước tiên đặt tên em vô. Rồi ok, để coi nhà tù tiếp theo là cái gì đây. Wow, mọi người ơi, nhìn kìa. Một con quái vật khoáng sản mọi người ơi. À, vậy là chúng ta đã sắp giết được boss rồi mọi người. Hình như con này là con boss rồi. Ok. Nó được lắp từ nhiều loại nguyên tố luôn đó, chứ phải mình kim cương đâu Phong ơi. Con này ha là nó có vàng nè, có sắt nè, có lục bảo, có kim cương luôn. Con này là boss rồi mọi người ơi. Ok, thôi mình qua nè. Ủa, này chỗ này qua sao? Ủa? Ở đâu qua sao? Chỗ này mình phải mở cái rương nè. À, mở cái rương là mình qua được đúng không? Ok, em qua được rồi nè. Để em qua, để em okay, qua. Phong, mọi người đóng cửa lại đi. Chạy. Qua đây phụ em. Mọi người ơi, quay phụ em nhanh lên, quay phụ em mọi người. Ăn táo vàng vô. Ăn táo vàng vô, xin ăn táo vàng vô. Nè anh em lại đây, tôi cho anh em táo vàng nè. Rồi anh em mình cùng nhau quýnh con này anh em. Lụm táo vàng vô. Ok, rồi bây giờ anh em mình cùng nhau ăn táo vàng vô nào anh em. À, con boss kia. Mày chuẩn bị sẵn sàng chết đi. Cung tên siêu sức mạnh. Ủa mình bắn đâu được ta? Không trúng cây nào luôn. Bắn không được đâu chạy. À được, mình bắn được. Qua nào anh em. Tiến lên. Mày... Giết con quái vật đầu cắt môi. Con quái vật, con boss nè anh em. Qua quýnh đó. Ui. Okay. Trời ơi, nó gì ta ghê dữ vậy. Ui, nó phun lửa anh em ơi, nó phun lửa. Mày chết, nhà mày nhiều vàng nhờ. Mày to nhờ. Mày, ây, trời ơi mấy bạn ơi, con này nó phun lửa tùm lum la luôn các bạn ơi. Nhiều lửa quá. Tôi không nhìn thấy gì nữa Phong. Mẹ là lửa đó Phong. Em không thấy gì luôn mọi người ơi. Quýnh đây đi mọi người. Cho mày chết nè. Quýnh đó. Ôi! Nó chịu hồi sấm sét. Kìa, trời ơi con này khỏe dữ vậy. Con này trong ủa sao mà biết chịu hồi thôi vậy? Trời ơi, con này rất con này nó khỏe quá mọi người ơi, nó bắn tên liên tục luôn. Mày ơi, nó nhổ mà anh kìa Phong, mất dạy. Anh em qua đây. Anh em đợi em. Em sẽ quýnh nó cái cuối cùng. Yeah, tao sẽ giết mày. Chà! Ủa sao không chết? Ủa cái cuối cùng. Ủa sao không chết nữa? Cái cuối cùng đó. Chà! Chà! Rồi Phong. Ồ, nó chết rồi. Ủa, mà thêm 5 phát nữa bạn. Ủa, nó cái cục vậy? Nó rớt cái cúp gì đây? Trời ơi, mọi người ơi, vậy là anh em bọn mình đã giành được chiến thắng rồi. Bọn mình đã lấy được cái cúp của nhà tù Kim Cương mọi người ơi. Bọn mình đã trở thành những nhà vô địch. Đó, trời ơi. Mày mày. Gì anh? Ê, tính ra nhà tù ta tìm lối ra chứ ta đâu có thể trở thành nhà vô địch. Cái điều quan trọng là lối ra đâu mày. Yên tâm đi, mình lấy được cái cúp này là mình được thoát ra mà, yên tâm. Mấy bạn ơi, vậy là anh em bọn mình đã có thể kiếm được cúp. Sao anh đập cái cúp à Dịch? Anh đập cái cúp vào, ở bên trong cúp có nhiều đồ lắm em. Trong này có vàng bạc kim cương à Dịch,
dịch nè, dịch nè. Cái cúp là để thoát ra ngoài, ông đập rồi sao thoát ra được hả? Trời ơi là trời. Ok bạn ơi, thì coi như là anh em mình đã hoàn thành được xong cái nhà tù bằng kim cương rồi bạn ơi. Bạn thấy cái nhà tù này thế nào? Thấy cái nhà tù này có hay hay không? Thấy cái nhà tù này có kinh dị hay không? Có đáng sợ, có khó hay không? Các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Và bạn muốn trong những tập sau mình sẽ làm về nhà tù gì nữa thì nhớ bình luận cho mình biết nha mọi người. Còn bây giờ thì anh em trong tứ trụ xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Đấy. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi.